Sài Gòn về đêm có điểm gì hấp dẫn giới trẻ đến vậy? Hôm nay Mr. Funny sẽ giới thiệu đến quý vị một Sài Gòn lung linh về đêm. Với những bạn ở Hà Nội thì đều biết rằng mọi hoạt động giải trí, vui chơi đều kết thúc vào khoảng nửa đêm. Tuy nhiên, Sài Gòn về đêm lại có rất nhiều hoạt động diễn ra. Có vẻ những cuộc vui của người dân mới chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống vậy. Vậy thì tại sao khi đêm xuống thì Sài Gòn lại có sức hút hấp dẫn đến như thế? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Đêm xuống cũng chính là lúc Sài Gòn khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác so với ban ngày. Những ngôi nhà cao tầng, công trình kiến trúc, những con đường bỗng trở nên nổi bật hơn với đèn màu rực rỡ, sôi động và náo nhiệt, được mang danh là thành phố không bao giờ ngủ của Việt Nam. Cuộc sống Sài Gòn về đêm lại hoàn toàn lột xác nhiều hơn khi càng về khuya với nhiều địa điểm vui chơi. Ăn uống vô cùng nhộn nhịp và sôi động thâu đêm đến sáng. Vậy Sài Gòn về đêm nên đi đâu? Sau đây là những địa điểm và hoạt động vui chơi giải trí về đêm được rất đông đảo giới trẻ tham gia, tạo nên một nền văn hóa rất riêng của Sài Gòn. Trong tất cả những địa điểm vui chơi của Sài Gòn về đêm thì phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những nơi mà bạn không nên bỏ qua khi tới đây. Là một điểm nhấn mới trong kiến trúc đô thị thành phố và điểm đến ưa thích của người dân thành phố và khách du lịch. Sau khi đã gửi xe, du khách thoải mái tham quan và khám phá gần như đầy đủ những thú vui sang chảnh của khu phố này. Sải bước trên đại lộ lát đá granite, chiêm ngưỡng và check-in tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đã 108 tuổi. Hay đơn giản chỉ là ngồi hóng gió, ngắm vẻ đẹp Sài Gòn về đêm và nói chuyện cùng bạn bè và gia đình trên sông Sài Gòn. Có rất nhiều kiến trúc vô cùng đẹp để bạn có thể tham quan như kho bạc nhà nước được xây dựng từ thời Pháp TH Tour, tòa nhà Biteco cao thứ 3 Việt Nam, 269m, hay khách sạn 6 sao đầu tiên tại Việt Nam Reverie với những hiệu ứng đèn màu vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó, khách du hành còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đường phố hoàn toàn miễn phí như các show biểu diễn thời trang, nhảy hip hop, ca nhạc. Được nếm thử các món ăn vặt vô cùng hấp dẫn như kem hình thú, bingsu, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, matcha, trà đào, sinh tố, dâu tằm. Không chỉ có cuối tuần mà các quán bar, pub hay beer club mới đông khách. Ngay cả những ngày trong tuần như thứ ba, thứ tư hay thứ năm thì cũng đông không kém nhé. Bởi đây là thành phố không ngủ, cho dù là ngày nào thì cũng đều là party hết. Sài Gòn về đêm thì những quán bar đã trở thành một phần cuộc sống của giới trẻ thành thị khi đêm tới và cũng là nét đặc trưng rất riêng ở thành phố không ngủ này. Nếu như các bạn thích những không gian yên tĩnh sau một làm việc mệt mỏi, gặp gỡ bạn bè, ngắm phố về đêm hay chỉ muốn đọc sách ở một nơi yên tĩnh nào đó, tất nhiên sẽ có hàng loạt quán cà phê 24/7 luôn sẵn sàng phục vụ bạn.